Chào các bạn đã đến kênh YouTube của Bảo Phụng Đồ Xưa. Hôm nay mình lại lên 9 món nữa nha các bạn. Lại tiếp tục 9 món. Mời các bạn xem. Nếu các bạn thấy thích thì cứ đăng ký kênh và cho mình xin cái like để còn xem tiếp những video sau nha các bạn. Những món đẹp lạ, xưa có cũ có nha các bạn. Rồi mời các bạn xem. Đây là mã số 1. Mã số 1 là một cái cây kèn xe ngựa nha các bạn. Cái kèn xe ngựa thời Pháp. Đó, cái kèn xe ngựa này nặng khoảng 128g nha các bạn. Dài khoảng 17 nha các bạn. Đây báo giá luôn là 350.000 nha các bạn. Rồi xong mã số 1, giờ đến mã số 2. Mã số 2 là một cái ấm trà hoa sen nha các bạn. Ấm trà hoa sen, trên cái nắp là một con nhái ngồi trên lá sen nha các bạn. Nặng 505g nha các bạn. Cái này dài từ vòi tới quai là 18 nha các bạn. Cao tới nhái khoảng 9,5. Cái này là đồng mã bạc nha các bạn. Cũ lâu quá bạc nó cũng muốn bay hết rồi. Rồi báo giá luôn nha các bạn. Mã số 2 650.000 nha các bạn. Và tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cũng là ấm trà nha các bạn. Ấm trà này là ấm trà trái đào. Nặng 488g nha các bạn. Dài của nó 16 nè. Cao 9 nha các bạn. Này là chất liệu đồng hết nha các bạn. Rồi báo giá luôn mã số 3. 6,5 nha các bạn. Các bạn nào chốt thì cứ cọc nhẹ mình bao ship gửi tận nơi nha các bạn. Và tiếp tục, đây là mã số 4. Đây là chữ phước cho các bạn ơi. Chứ phải phước không nữa. Cái này đạt ma nha các bạn. Này dùng gạt tàn thuốc cũng được, sưu tầm trưng bày chơi cũng được. Này nặng 1 kg 168g nha các bạn. Này dài 20 nha các bạn. Này dài 20. Này cao khoảng 13 năm. Này đáy 4 chữ nha các bạn. Rồi báo giá luôn mã số 4. 950.000 nha các bạn. Và tiếp tục là mã số 5. Mã số 5 là một cái song trầm nha các bạn. Song trầm trúc. Trên nắp là một con rồng quấn. Này đồng mã bạc luôn nha các bạn. Đúng ký luôn. Này ngang hai tay 19 nha các bạn.
nghe hai tay 19. Này cao 15 năm. Rồi báo giá cái sông chậm chút rồi luôn nha các bạn. Cũng đồng mã bạc đây. Cái này giá chẳng tròn 1 triệu nha các bạn. Bạn nào thích chốt thì cứ cọc nhẹ mình bao ship gửi tận nơi nha các bạn. Và tiếp tục đây là mã số 6. Mã số 6 là một con chim từ cổng vàng nha các bạn. Nó là con cóc ba chân. Nặng 1,489 kg nha các bạn. Này cũng gần 1,5 kg. Chuyện 4 chữ luôn. Rồi con cóc này báo giá luôn nha các bạn. Mã số 6. 750.000 nha các bạn. 750.000. Để tiếp tục đây là mã số 7. Mã số 7 cũng là một ấm trà nha các bạn. Đây ấm trà cũng nhiều mẫu mã lắm. 170 mẫu nói về ấm trà. Cảm rồng nổi ra, đúc rồng nổi ra ngoài luôn nha các bạn. Long lanh. Hai bên hông là phú quý ngậm tiền nha các bạn. Đây là con dơi phú quý. Trên con dưới con ngậm chính giữa là chữ phước. Nặng 845 g nha các bạn. Cao 23 nha các bạn. Cao lên tới núm tròn của nắp là 23. Và ngang tay ngang dòi là 15 nha các bạn. Rồi, báo giá cái ấm này luôn nha các bạn. Giá mã số 7 là 1,3 triệu nha các bạn. Bạn nào thích thì chốt thì cứ cọc nhẹ mình bao ship gửi nha các bạn. Mã số 7. Và đây là mã số 8. Mã số 8 là một cái sông trầm, coi như một bộ cơm lê nha các bạn. Sông trầm voi, cặp đèn cũng voi luôn. Trên nắp cũng là một con voi đây. Đây trước hai con voi nha các bạn. Bên hai cái quai cũng là hai cái đầu voi và ba cái chân cũng là ba cái đầu voi nha các bạn. Hàng này đọc đây. Ngoài sau cũng hai con voi luôn. Tổng thể cái sông trầm này là 10 con voi. Dạ, cái sông trầm này nặng không được 1,8 kg nha các bạn. Cao 15 năm. Ngang hai đầu voi là 19 nha các bạn.
cặp đèn nặng 2 kg 2 kg 858 gram nha các bạn. Cũng đúc nổi hoa văn luôn, còn hoàn hảo nha các bạn. Đấy hai chữ. Coi như tổng tổng số ký của cái bộ đỉnh bộ sông Trầm này là 3,7 kg nha các bạn. Rồi là mã số 8. Mã số 8 là bộ sông Trầm voi. Báo giá luôn cho các bạn. 3,7 triệu. Bộ này bạn nào thích chốt cọc mình gửi nha, gửi tận nơi, bao mình bao ship luôn nha. Rồi xong mã số 8 và mã cuối cùng là mã số 9 là một bát hương đầy cổ nha các bạn, chuẩn cổ luôn, bát hương Huế xưa. Cái này ngày xưa họ là làm thủ công, họ đục tay nha các bạn, cái này không phải là đổ đúc máy đúc khuôn đâu nha các bạn, này là họ gò bằng tay. Cái đáy rời, cái đáy này hư mình thay đáy khác được nha các bạn. Đáy rời là đáy nó bằng thiếp, đồ Huế ngày xưa. Cái này cũng trên cả trăm năm trên hơn rồi nghe các bạn. Đồ xưa này là hồi xưa người ta chỉ có gò tay, hoa văn là chỉ gò tay thôi, chứ không phải là đúc nguyên con nha các bạn. Đây là nặng 1,645 kg nha các bạn. Đây ngang miệng, ngang miệng 15 năm, tính 15 đi. Cao 16 nha các bạn, 16 năm nhưng mà tính 16 luôn đi. Rồi cái này mã số 9 là mã cuối cùng, giá hữu nghị rẻ luôn nha các bạn, 1,8 triệu. Bạn nào chốt thì cứ cọc mình bao ship, gửi tận nơi, chuyển khoản cũng được, không sao hết, cứ yên tâm ngồi nhà nhận hàng. Rồi đến đây là mã số 9 cuối cùng, thì cái video này mình cũng xin tạm ngưng nha các bạn. Hẹn các bạn video sau. Xin chào, see you again.